các bạn biết đây là đâu? Bật mí với các bạn, đây là một bãi biển về đêm. Hôm nay là ngày thứ bảy, buổi tối mọi người đi ra chơi cũng rất là đông. Đúng không các bạn? Rồi, mình sẽ quay về đất liền, bờ biển. Các bạn có đoán ra đây ở đâu không ạ? Bật mí với các bạn, đây là bờ biển bãi sau Vũng Tàu nha. Tưởng tối không có ai nhưng mà buổi tối rất là nhộn nhịp. Đèn sáng, nước rút. Đi dạo ở đây cũng rất là này nọ. Rồi, chúng ta cùng tiến lên. Phía trung tâm là phía trên cột cờ. Trên đó thì mọi người sẽ tập trung đông hơn. Ở những cái vũng nước thì các bạn đã bỏ cả dép ra và đi bộ. Các bạn vui chơi như ban ngày. Lâu mình không xuống Vũng Tàu buổi đêm như này. Mình hay tụ tập ở những quán cà phê hay là mấy cái bar nho nhỏ hoặc là đi nhậu. Nhưng mà hôm nay mình đổi ý, tự nhiên hôm nay lại hứng qua đi dạo biển. Tưởng ngoài này không có người nhưng ai dè rất là đông. Thế nên ai có thể đi du lịch Vũng Tàu thì mình có thể là chuyển cái lịch trình của mình, ghé vào một buổi tối đi bộ trên bãi biển cùng với mọi người nha. Vui như hội luôn. Dù thì cũng đã được xếp lại. Không hiểu tại sao mà bàn ghế buổi tối không cho kê. Bạn nào biết comment giúp mình nha. Chúng ta anh em ở dưới Vũng Tàu có thể cho mọi người biết được cái lý do tại sao buổi tối không kê ghế, kê dù để ngồi ngắm biển được. Rồi, mình thử vào phỏng vấn một vài gia đình đi chơi ở ngoài bãi biển. Xem đi chơi có gì vui không nha. Hello mọi người. Rồi các bạn có thấy nó đông vui không? Người lớn, trẻ em đều có hết. Đây, tụ tập rất là vui. Mọi người thì đều rạng ngời và rất là sảng khoái. Như là một cái quảng trường thật là lớn. Không thấy ai đạp anh. Rất là vui vẻ. Rồi, các bạn thấy đi lên trên cao nữa, xa tít bên trên gần cái dốc trên kia thì cũng vẫn thấy là mọi người tập trung rất là đông ngoài biển này. Rồi, đằng sau này mình quay toàn cảnh cho các bạn xem ha.
bạn nào có dịp đi Vũng Tàu vào buổi đêm thì chắc là mình cũng nên đi ra biển một lần. Rất là vui các bạn ạ. Rồi các bạn nhớ đi ra biển buổi đêm dưới Vũng Tàu nha. Đây là bãi sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Vậy nhé.